Em xin kính chào các bác nhá. Hôm nay em gái lại xuống tác phẩm đơn thân, mời các bác đón xem ủng hộ ạ. Mở đầu like, em xin chia sẻ các bác đó là một cái chậu Koki các bác nhé. Đây, trước màn hình là một cái chậu Koki xưa rất là đẹp ạ. Đó, bao gồm là đang rất là nhiều nụ các bác nhé. Mã số 1 chậu nhé. Mã số 1 chậu Koki các bác nhìn này, đang nụ này. Đó, 2 vòi hết các bác này, 4 vòi này. Đó, cây này một vòi nữa là 5 các bác nhé. Cây này bị cháy một góc lá các bác ạ. Cháy khô nhé, không có nghĩa là cháy mà nó hỏng hay là nó thối các bác nhé, mà nó đây là cháy khô. Cháy rất là lâu năm rồi. Một chậu Koki mã số 1. Đó, chia sẻ đến các bác là bằng 650 các bác ạ, một chậu Koki nhá. Các bác mua hàng gọi điện trực tiếp qua số là 0977 842 981 các bác nhá. Dạ, tiếp theo thì em giới thiệu các bác đó một trong những cái giò cáo nguyên bản rất là đẹp các bác ạ. Đó, hàng một búi nhá. Và đối với những cái hàng nguyên bản này thì nó rất là hiếm các bác ạ. Và chia sẻ các bác cái mã số 6, vòi hoa, em mời các bác ngắm rất là dài đúng không ạ? Đi một búi 4 cây các bác nhá. 1 2 3 4 con cáo này. Đó, vòi hoa các bác ngắm là rất là dài luôn. Mã số 6 ạ, chia sẻ các bác bằng 680 các bác nhá. 680 cho mã số 6 các bác ạ. Đó, tiếp theo là cái mã số 5 nhá. Em mời các bác ngắm mã số 5 này, một chậu cáo nhá. Đó, siêu tuyệt vời các bác, mã số 5 vượt một trong những cái chậu vẫn là hàng cục nguyên bản các bác ạ. Đó. Và đã được đặt lên chậu nhá. Đó, siêu các bác cái mã số 5 là bằng 750 các bác ạ. Em mời các bác ngắm cần hoa dài, siêu siêu dài đúng không ạ? 750 cho cái mã số 5 các bác nhé. Mã số 5 này. Đó. Tiếp đến là mã số 2 ạ. Đó, các bác mua hàng gọi điện trực tiếp qua số là 0977 842 981 các bác nhé. Đây là mã số 2. Em mời các bác ngắm những cây xếp và nó chất rất là dày nhá. Đó, trong đây kèm một cây phân nhánh rất là to đấy các bác này. Bản rất là to nhá. Mã số 2. Đó, chia sẻ các bác là cũng bằng 600k các bác nhá. 600k các bác ạ. Bao gồm được 1, 2, 3, 4, 5, 6 con cáo các bác nhá. 6 con cáo phải nói là siêu to và đẹp các bác ạ. Đó, các bác nhìn bông hoa của cáo này, siêu thơm nhá. Đó, chia sẻ các bác bằng 600k các bác ạ. Đó, tiếp đến thì giới thiệu các bác một cái giò Koki nhá. Mã này là mã số K5 các bác ạ. Đây, một lũa Koki hàng VIP các bác này. Em mời các bác ngắm nhá. Đây là hàng ghép lũa. Đó, chất cây rất là đẹp các bác ạ. Đó, 2 vòi này. Đó, cây đây được 2 vòi nhá. Cây đây được 1 vòi này. Cây này 3 vòi các bác nhá. Cây này 3 vòi các bác ạ. Đây, 1 vòi ở gốc đây nữa. Đó. Và em chia sẻ các bác là mã số K5 nhá. Nó cháy một góc lá đây các bác này. Dạ, K5 bằng 1.480.000 các bác ạ. 1.480.000 cho cái mã số K5 Koki các bác nhá. Đó, một cái siêu phẩm Koki VIP ạ. Đó, rất là đẹp các bác ạ. K5 nhá. Nói chung là hàng ký lũa nó đã hơn 5 năm tuổi rồi các bác ạ. Đó, tiếp đến chia sẻ các bác một cây quế trắng đơn thân nhá. Nó hơi cháy lá các bác này. Hơi cháy lá các bác ạ. Đấy. Mã số là Q6 ạ. Q6 chia sẻ các bác bằng 450 các bác nhá. 450 cho mã Q6 đơn thân ạ. Q6 đơn thân nhá. Chia sẻ các bác một cây Koki mã số 2 ạ. Đây các bác ơi, nụ dài lắm luôn nhá. Cây này thì các bác càng nuôi ấy, mọi người có thể ghép lên lũa thì nó rất là đẹp ạ. Hoặc để chậu các bác nhá. Cây này 2 vòi này. Đó, chia sẻ các bác là bằng 200k các bác nhá. 200k mã số 2 này. Cái mã số 1 ạ, mã số 1 thì phải nói siêu đẹp các bác nhá. Mã số 1. Đó, đang nụ các bác này, lá mít dày nhá. Chia sẻ các bác cái mã này là bằng 250 cho mã số 1 các bác ạ. Mã số 1 nhá. Đó, tiếp theo thì giới thiệu các bác một trong những cái giò hoàng tam bảo siêu to các bác ạ. Giò hoàng tam bảo mã số T2 nhá. Đó, T2 một cái giày hoàng tam bảo siêu to VIP ạ. Sale cả nhà mình là bằng 1.480.000 các bác nhá. 1.480.000 cho cái mã số là T2 các bác ạ. Hoàng tam bảo các bác nhá, hoa thơm các bác nhá, rất là thơm luôn ạ. Mã số T2 ạ, 1.480.000 các bác nhá, rất là to và đẹp luôn các bác ơi. Bông rất là đẹp nhá. 1.480.000 cho mã số là T1 các bác nhá, T1. Dạ, tiếp theo giới thiệu các bác một cái giày chồn mã số 15 nhá. Mã số 15 một búi chồn các bác ạ. Đây là chồn dề này, các bác nhìn búi này. Đó, đẹp đỉnh luôn ạ. 700k cho mã số 15 các bác nhá. 700k. Đó, cho cái mã đuôi chồn mã số 15 các bác ạ. Đó, tiếp theo là cái mã số 16 các bác nhá. Mã số 16 một búi chồn đơn nhá. Vòi hoa rất là dài, các bác nhìn những cây chồn mít nhá, nó hơi bị cháy lá thôi. Không ảnh hưởng đến chất cây đâu các bác ạ. Này, không một tí phân nào các bác, mặt sau nó không ảnh hưởng nhá. Không một tí phân nào luôn, chồn mít các bác nhìn này. Mã số 16 ạ, chia sẻ các bác bằng 600k các bác nhá. 600k cho mã số 16. Chồn đơn các bác ạ. Đó, tiếp đến là mã số 22 các bác ạ.
Mã số 22 chia sẻ các bác bằng 650 các bác nha. Vòi hoa các bác nhìn vòi này. 650 cho cái mã số 22 các bác ạ. Trời ơi những con trồn các bác ơi. Dạ 650 cho mã số 22 các bác nhá. Trồn đơn thân nhá, rất là đẹp ạ. Đó tiếp đến là một cái chậu gà các bác nhá. 200.000 một chậu ạ. Chậu gà này rất là to luôn các bác. Đó 200k cho cái chậu gà nhá các bác nhá. Dạ tiếp theo thì vẫn là một cái giò Koki xưa các bác ạ. Em mời các bác ngắm này, mã số K3 này. Đó K3 siêu VIP nhá cả nhà mình nhá, phải nói một trong những cái giò xếp rụt rịt. Đó, em mời các bác ngắm nhá, bản lá càng nuôi thì càng dày các bác ạ, càng nuôi thì càng đẹp ạ. Đúng không ạ? Đó, K3 này. Đó, K3 thì chia sẻ các bác bằng 1.580.000 các bác ạ. Trời ơi, nụ lên từ gốc đây các bác này. Đó, đang đi nụ nha các bác ơi, bản lá rất là dày nha. Đó, K3 nhá, mời các bác ngắm một cái giò Koki nhá, vừa giá là bằng 1.580.000 các bác ạ. Đó, 1.580.000 cho một cái siêu phẩm Koki các bác nhá. Đó, các bác biết là Koki bông đỉnh luôn đúng không ạ? Koki nhá, cho cái mã số là K3 nhá. Trời ơi, đẹp tuyệt vời luôn đúng không các bác? 1.580.000 các bác ạ. Dạ, chia sẻ thêm các bác một cái giò nhạn rừng Buôn Đôn tháng 4 này, sa lê các bác bằng 400k các bác này. 400k cho một giò Buôn Đôn tháng 4 nhá. Đây có cả cây mẹ bồng con, lá nó hơi sát một tí các bác này. Hơi sức một tí này, đấy. Nói chung là nó lỗi nhẹ một tí và chia sẻ các bác 400k một giò nhá. Nhạn rừng Buôn Đôn tháng 4 các bác ạ. Và chia sẻ các bác một chậu Koki hoa vàng nhá, hay còn gọi là Koki lai nhạn các bác ạ. Đó, sale các bác ở mã này là bằng 680 các bác nhá. 680 cho Koki hoa vàng các bác ơi. Đó, đây là cái dòng Koki hoa vàng nhá. Đó, 680 các bác nhá, Koki hoa vàng nó rất là đẹp các bác ạ. Đó, các bác sưu tầm thì alo cho em nhá. Chậu hai cây rất là đẹp, đây là cái form của Koki hoa vàng các bác này, nó rất là đẹp luôn. Đó, mời các bác ngắm nhá, hay còn gọi là Koki lai nhạn. 680 cho mã số 2 các bác nhá, Koki hoa vàng này. Đây là mã số 1 các bác ạ, mã số 1 ạ, chia sẻ các bác bằng 1 triệu nhá, một chậu 3 cây lá mít xếp rất là to nhá. Các bác riêng cái dòng này các bác nuôi càng nuôi bản lá càng to các bác ạ. Đó, nó sẽ rơi tầm 6 xen 8 đến 7 xen các bác nhá. Đó, 1 triệu các bác nhá, mã số 1 này. Đó, tiếp đến thì chia sẻ các bác một chậu cửu bảo tiên đang nụ nhá. Đó, một chậu cửu bảo tiên đang nụ các bác ạ. Em là sưu tầm thì chốt cho em nhá, 600k các bác ạ. Đó, 600k cho cái chậu cửu bảo tiên các bác nhá. Cửu bảo tiên này. Cửu là cái bông xuất sắc các bác ạ. Đó, bác là sưu tầm cửu thì chốt cửu cho em nhá. 600k các bác. Đây là bông của cửu bảo tiên, nó rất là đẹp đúng không các bác? Đó. Bác sưu tầm cửu thì chốt cửu cho em 600k một chậu nhá. Đó, chia sẻ các bác một chậu quế trắng mã số 1E ạ. Đó. Mã số 1E nhá, quế trắng nguyên bản mẹ bồng con nhá, vừa giá là bằng 1.100.000 các bác ạ. Đi vào đi, mẹ sắp xong rồi. Đó, 1.100.000 nhá. Mã số 1E các bác ạ. Ra cổng ấy con. Mã số 1E các bác ạ. Đó, tiếp đến chia sẻ các bác một cây nhạn tháng 8 rừng Campuchia. 1.150.000 các bác nhá. Duy nhất một cây ạ. Nhạn tháng 8 rừng Campuchia các bác nhá. 1.150.000 ạ. Tiếp đến chia sẻ các bác mã số Q5 ạ. Đó, Q5 một cây quế nguyên bản rất là đẹp như thế này các bác. Em mời các bác ngắm nhá. Trời ơi, đỉnh chưa? Dạ, Q5 các bác nhá. Quế trắng nguyên bản này. Đó, rất là đẹp các bác, cháy đúng một tí góc lá thôi. Đó, sale với các bác bằng 1 triệu các bác nhá. Mã số là Q5 quế nguyên bản nhá. Ống hoa ra từ gốc đến ngọn các bác, gốc này. Đó, ống hoa ra từ gốc luôn. Đó, không lỗi một cái lá nào luôn các bác nhá. Nói chung là không bỏ một cái lá chân nào luôn các bác ạ. Đó, mã số là Q5 1 triệu nhá. Đó, 1 triệu cát cổ khủng này, với giá bằng 1.500.000 các bác ạ. 1.500.000 cho một cái siêu phẩm cát cổ rất là to các bác nhá. Tiếp theo là cái mã số T1 các bác ạ. T1 một cái dề hoàng tam bảo nhá. Rồi lá nó chỉ bị phấn là do phun vôi trong thôi các bác ạ. Đây. Đây các bác này lau đến đâu là nó xanh đến đấy này, các bác thấy chưa? Thì em tư tưởng là phun xử lý vôi trong ấy. Đấy, chia sẻ các bác cái mã số T1 là bằng 1.380.000 nhá. Cái này là hoàng tam bảo các bác ạ, hoàng tam bảo nhá. Cho cái mã số là T1 ạ. Đó. Chia sẻ thêm các bác một chậu ở quốc dân 5 cánh trắng này, với giá là bằng 1.150.000 các bác nhá. 1.150.000 cho một cái chậu quốc dân 5 cánh trắng các bác nhá. Phú Thọ. 5 cánh trắng quốc dân ạ. Đó, rất là đẹp nhá. Đó. Chia sẻ thêm các bác một cây quế trắng có mã số là Q4 nhá. Đó, mã số Q4 sale các bác bằng 750 các bác. Đây là cây rụt nhá, xếp rụt rịt luôn từ gốc đến ngọn nhá. Q4 nhá. Q4 bằng 750 các bác ạ. Đó, tiếp theo một cây bò sữa đẹp này, đó 680.000 các bác nhé. 680 cho một cây bò sữa rất là đẹp các bác ạ.
Đó, tiếp theo một cây hồng kính sen VIP nhá. Một cây hồng kính sen VIP cũng chia sẻ các bác bằng 680 các bác, mị bồng hai con nhá. Đó, mị bồng hai con rất là đẹp các bác ạ, 680 nhá. Đó, chia sẻ các bác cái mã số S2, một cái giò cáo nguyên bản. Một cục cáo nguyên bản các bác nhá. Đó, sale các bác là bằng 580 các bác nhá, 580 cho cái mã cáo nguyên bản nhá. S2 các bác ạ, đúng một dề luôn các bác này. Đây, hàng dề một cục nguyên bản nhá. Chung là cả, nói chung là nó đi một dề các bác. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con cáo các bác ạ. Đó, 580 các bác nhá. 580 cho cái mã số S2 ạ. Đó, tiếp đấy là cái mã số S3 nhá. S3 một cục nguyên bản các bác này. Này, để con này, quá trời đất ở gốc này. Để con các bác nhá. Mã số S3 các bác ạ. Lá thì hơi sát, hơi gầy nhá. Ở chia sẻ các bác mã số S3 bằng 650 các bác, một cục nguyên bản nhá. Rất là nhiều cây luôn, 2 cây, 3, 4, 5, 6 cây bồng con đây nữa các bác này. Đấy, 650 cho cái mã số là S3 các bác ạ, cáo nguyên bản nhá. Cáo nguyên bản mã số S3 các bác ạ. Đó, tiếp đến là cái mã số S4 các bác nhá. S4 này vẫn là một cục nguyên bản này. Trời ơi, đẹp chưa ạ? S4 này, chia sẻ các bác này, em vẫn phải cắt bỏ bớt cục đấy các bác. Gửi là cắt bớt cục nhá, cục nó rất là dài. Đó, chia sẻ các bác mã số S4 này, sale các bác là bằng 750 nhá. 750 cho mã số S4 các bác ạ. Đây, các bác nhìn đẻ con quá trời đất luôn. Đấy, cây cằn này lá già rất là cứng nhá, sát lá các này, rách lá từ trên rừng này. Đấy, vòi hoa rất là đạt luôn. 750 cho mã số S4 các bác ạ, S4 nhá. Đấy. Chia sẻ các bác một chậu cẩm báo này, 230.000 các bác nhá. Đó, 230 cho cái chậu cẩm báo này. Tiếp đến là một cái giò tam bảo sắc trắng các bác ơi. Đây là một trong những cái dòng bông hoa trắng tinh nhá. Hoa trắng tinh đột biến, các bác nào sưu tầm thì chốt nhá. Cái mã này thì mã số G8 các bác ạ, G8 nhá. Tam bảo sắc trắng các bác ạ. Đây là một trong những dòng trắng hay còn gọi là trắng đột biến ấy. Trắng rừng chuẩn cho mọi người nhá. Bông đẹp chưa các bác? Hoa trắng tinh lá nhựa nhá. Em mời các bác ngắm cái mã số G8 nhá. G8 các bác ạ, G8 mị bồng con nhá, đúng một dề luôn. Này, vòi hoa rất là dài các bác ạ. Đó, cần hoa rất là dài luôn nhá. Đây, để con, để búi các bác này. Đấy, mã này thì bình thường em bán là 1.580.000 và em sẽ sale các bác mã này là bằng 1.150.000 các bác nhá. 1.150.000 cho cái mã số là G8 các bác ạ, G8 nhá, hoa trắng tinh nhá. Hoa trắng tinh ạ. Đây là mã số 2 các bác ạ, mã số 2 này. Tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng nhá. Các bác nhìn cái lá của nó gần như là lá kể các bác ạ, rất là đẹp nhá. Hoa vàng lưỡi trắng mã số 2 ạ, chia sẻ các bác bằng 1.000.000 nhá. 1.000.000 cho mã số 2 các bác ạ. Dạ, đây là mã số 3 nhá. Đó, mã số 3 này bác là sưu tầm này em chia sẻ là bằng 1.580.000, à 1.680.000 các bác ạ. 1.680.000 các bác nhá, cho mã số là mã số 3 nhá. Hoa vàng lưỡi trắng các bác ạ, rất là đẹp nhá. Lũa này thì được 5 cây các bác ạ, 5 cây nhá. 1, 2, 3, 4, 5 cây các bác ạ. Nụ chi chít nhá. Đó, bao chuẩn cho cả nhà mình là cây sẵn nụ sẵn hoa nhá. 1.680.000 cho mã số 3 các bác nhá. Đây là mã số 1 ạ. Mã số 1 chia sẻ các bác bằng 320 các bác nhá. 320 cho mã số 1 các bác ạ. Đó, một dề tam bảo sắc điện biên rất là đẹp các bác nhá. Một dề tam bảo sắc điện biên. Đó, sale với cả nhà mình bằng 680 các bác ạ. 680 nhá, tam bảo sắc điện biên các bác nhá. Đó, tam bảo sắc điện biên các bác ạ. Đó, chia sẻ thêm các bác một ngọn tam bảo sắc trắng nữa này. Hơi lỗi ngọn một chút rồi các bác ạ. Lá nhựa rất là đẹp nhá. Đó, 550 các bác ạ. Mã số là G5 nhá. Mã số là G5 các bác ạ. Đó, 550 các bác nhá. 550 cho mã số G5 tam bảo sắc trắng nhá. Rất là đẹp các bác ạ. Đó, một chậu son thủy tiên mắt nâu đen ạ. Sale cả nhà mình bằng 450 các bác nhá. 450 ạ. Đó, chia sẻ các bác một giò vũ nữ siêu to khổng lồ này. Đó, với giá là bằng 1.500.000 các bác ạ. 1.500.000 một siêu phẩm vũ nữ các bác nhá. Đó, chia sẻ gửi đến các bác một cây nhạn 4N các bác ơi. Đây là một cây 4N mít xếp nhá. Đó, sale các bác cây này là bằng 500.000 các bác ạ. 500.000 nhá. Cháy đúng một tí mép lá đang nụ các bác nhá. Cây rất là to luôn. Đó, chia sẻ các bác là bằng 500 các bác nhá. Một cây 4N đang nụ nhá. Đó, cây này thì chia sẻ các bác cây này bằng 460 các bác này. Mít xếp 4N đang có nụ các nhá, rất là đẹp. Lá của cây này nó là lá xoáy các bác ạ, lá xoáy nhá, 450 mã số 2 nhá. Còn sót lại 2 cây các bác ạ, sót lại 2 cây nhá. Đó, chia sẻ thêm các bác một cái giò hoa trắng tinh các bác này. T10 nhá, T10 nó là hàng VIP. Đó, tam bảo sắc hoa trắng các bác nhá.
nó mã số T10 VIP ạ, chia sẻ các bác bằng 1.860.000 nhá. Đó, 1.860.000 các bác ạ. Hoa trắng các bác ơi, trắng mãi đỉnh đúng không ạ? Trời ơi các bác ơi, cái dòng dáng hương này nó rất là thơm nhá. Trời ơi, thơm hơn quế luôn các bác. Chuẩn cho các bác hàng rừng nhá, cả nhà mình ơi, lá này bản lá rất là to các bác, lá nhựa rất là to nhá, mị bồng con nhá. Cái này hơi bị cháy, nó không cháy thì giò này của em tầm 3.500.000 các bác ạ. Đó, chia sẻ các bác 1.860.000 các bác nhá, mã số là T10 các bác nhá. T10 các bác ạ. Đó, chia sẻ gửi đến các bác một cái giò hoàng tam bảo này, mã số là T2 nhá. Đó, T2 hoàng tam bảo với giá bằng 1.480.000 các bác ạ. Dạ, 1.480.000 cho mã số là T2 các bác nhá. Em đã giới thiệu các bác rồi, rất là đẹp, cái mã này rất là đẹp luôn. Đó, 1.480.000 nhá. Đấy, cô kỳ nụ này, mã số 2 bằng 200k này. Đó, mã số 1 là bằng 250 các bác nhá. 250 ạ. Đó, xem các bác một chậu cáo nhá, mã số 01 này. 150.000 các bác ơi, 150 cho mã số 1 nhá. Đó, một chậu gà các bác, gà 2 này. Đó, gà 2 bằng 170.000 các bác nhá. 170.000 cho mã số gà 2 nhá. Đó, một cái dê cáo mã số là C3 này. Đó, C3 sa lê các bác là bằng 700k các bác nhá. Cáo nguyên bản này. 700k cho cục cáo nguyên bản mã số là C3 các bác nhá. 8 con cáo nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 con các bác nhá. Mã C3 bằng 800k các bác ạ. Đó. 800k cho cái mã số là C3 các bác nhá. C3. Một chậu kiều Na Hang Tuyên Quang các bác ơi, kiều tím nhá, 550 các bác này. Đó, sa lê các bác bằng 550 nhá. Xong rồi con đi vào đi để mẹ đi. Đó, chia sẻ các bác một cái dề cáo này các bác này, một dề cáo này. Đấy, sa lê các bác ở búi này này, cáo lẻ nhá. Đây, hai đơn các bác ạ. Đây, cây này, vòi hoa rất là dài nhá, cáo đỏ cũng có này, tím cũng có này. Đó, sa lê các bác đơn cáo lẻ là bằng 250.000 các bác nhá. 250 các bác ạ. Dạ các bác sưu tầm thì gọi điện trực tiếp qua số là 0977 842981 các bác nhá. Đó là số Zalo chính của bên em ạ, và bên em sẽ chốt đơn và gọi điện cho các bác qua cái số Zalo được các bác nhá. Và em chia sẻ các bác một cái dề chồn các bác ơi, các bác ngắm cho em cái dề chồn này. Trời ơi, cái dề chồn đỉnh chưa ạ? Em mời các bác ngắm một cái dề chồn nhá, mãi đỉnh luôn đúng không ạ? Rồi. 1.380.000 cho một cái dề chồn mã số 12 các bác nhá. Bác ngắm dề chồn nguyên nụ các bác ạ. Bác ngắm búi chồn của em nguyên nụ nhá. 6 vòi hoa các bác ạ, 6 vòi hoa nhá. 1.380.000 các bác ạ. 1.380.000 cho cái dề chồn mã số 12 các bác nhá. Đây có một cái dề hỏa hoàng cam các bác này. Duy nhất một cái dề hỏa hoàng cam nhá. Bình thường cái dề này em bán 860.000 đến 1.000.000 các bác ạ. Hôm nay sa lê nốt được cả nhà mình, sót lại một dề nhá. Sót lại một dề sale các bác bằng 550 các bác ạ. 550 cho một cái dề hỏa hoàng cam nhá. Em hết rồi không có nữa các bác ạ. Đây. Đó, một cái dề sóc chia sẻ các bác ạ, bằng 580.000 nhá, mã số S1 này. Đuôi sóc các bác ạ. Đó, sale các bác bằng 550 đi. S1 nhá. Đây cái mã số S2 các bác ạ. Đó, S2 chia sẻ các bác là bằng 700k các bác. 700k cho cái mã số S2 các bác ạ. S2 nhá, 700 các bác ạ. Đấy. Rất là đẹp nhá. Đó, chia sẻ thêm các bác một cái dề hoa vàng lưỡi trắng này. Đây là hàng va hoa vàng lưỡi trắng các bác ạ. Đấy, tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng nhá. Cái này là siêu phẩm các bác ạ. Đó, siêu phẩm này thì chia sẻ các bác là bằng 1.000.000. À, cái dề này là bằng 2.000.000 các bác ạ. 2.000.000 cái dòng này nó là hoa vàng lưỡi trắng các bác nhá. Em xin lỗi. Đấy, nụ các bác này. Tôi thoảng có nụ nó bị đuôi đấy. Mưa nhiều các bác, mưa nhiều bị đuôi các bác. À, một siêu phẩm VIP hoa vàng lưỡi trắng nhá. Chia sẻ các bác dề này là bằng 2.000.000 các bác ạ. 2.000.000 nhá. Các bác chốt là hoa vàng lưỡi trắng VIP 1 nhá. VIP 1 là bằng 2.000.000 các bác ạ. 2.000.000 nhá. Chuẩn cho mọi người là chuẩn hoa các bác ạ. 2.000.000 hoa vàng lưỡi trắng nhá. Đó, gửi đến các bác một cái combo đai châu 3 chậu này. Đó, combo 3 chậu đai châu với giá là bằng 350 các bác nhá. Đó, combo 3 chậu đai châu với giá là bằng 350 các bác. 3 chậu bao gồm được 5 cây các bác nhá. Đó, 3 chậu bao gồm được 5 cây ạ. Đó, tiếp đến là một cái dề quế các bác nhá, một trong những chậu để búi các bác ạ. Chậu để búi này, nguyên dề nhá, một gốc để búi nhá. Một gốc để búi các bác ạ, mã số là D6 ạ. Dạ, D6 chia sẻ các bác bằng 1.480.000 nhá. 1.480.000 mã số là D6 các bác ạ. Đây, trước màn hình là một cái siêu phẩm các bác ạ. Hoa vàng lưỡi trắng nhá. Đây là hàng nguyên bản các bác ạ, nguyên bản một dề nhá. Nguyên bản một dề này sale và chia sẻ các bác là bằng 12.500.000 các bác ạ. 12.500k nhá. Ở đây chuẩn cho mọi người là hoa vàng lưỡi trắng các bác nhá. Và đang
Nụ rất là đẹp các bác. Nguyên một dời nguyên bản nhá. Các bác sưu tầm trấn thủ vườn thì Dinh gửi em này cho em ạ. Bản lá 5cm 8-6cm các bác nhá. Lá con cũng như lá mẹ, bản lá rất là to các bác ạ. Bản lá siêu là to nhá. Các bác sưu tầm những cái siêu phẩm thì alo qua số điện thoại cho em các bác nhá. Gọi điện trực tiếp qua số 0977 842 981 các bác nhá. Ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều tác phẩm đơn thân ạ. Các bác sưu tầm thì trực tiếp qua Zalo và số điện thoại cho em nhá. Em xin cảm ơn các bác ạ.